Trong 24 giờ qua, Bạc Liêu ghi nhận 297 trường hợp có kết quả real-time PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, 106 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, trong đó 43 trường hợp tại thị xã Giá Rai phát hiện qua xét nghiệm tầm soát cộng đồng và truy vết các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của công ty Tấn Khởi, công ty Châu Bá Thảo, công ty Láng Trâm, công ty Digico và công ty Rainbow, hiện đang điều tra truy vết. 24 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, trong đó tại xã Vĩnh Trạch Đông 14 trường hợp, phường 1 7 trường hợp, phường 3 3 trường hợp, hiện đang điều tra truy vết. 17 trường hợp tại huyện Đông Hải phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trong đó tại thị trấn Gành Hào 2 trường hợp, xã Long Điền 1 trường hợp, xã Long Điền Đông 1 trường hợp, xã An Trạch A 3 trường hợp, xã Điền Hải 5 trường hợp, xã Long Điền Tây 5 trường hợp, hiện đang điều tra truy vết. 7 trường hợp tại huyện Vĩnh Lợi phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trong đó tại xã Long Thạnh 3 trường hợp, xã Châu Hưng A 1 trường hợp, xã Châu Hưng 1 trường hợp, xã Châu Thới 2 trường hợp, hiện tại ghi nhận 21 trường hợp F1. 5 trường hợp tại huyện Hồng Dân phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trong đó tại xã Ninh Hòa 2 trường hợp, xã Ninh Thạnh Lợi 2 trường hợp, thị trấn An Dừa 1 trường hợp, hiện tại ghi nhận 8 trường hợp F1. 5 trường hợp tại Bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Bạc Liêu phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc trước khi vào bệnh viện, trong đó thường trú ấp An Điền xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải 2 trường hợp, ấp 14 xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình 2 trường hợp, ấp Thành Thượng C xã An Trạch A, huyện Đông Hải 1 trường hợp, hiện tại ghi nhận 15 trường hợp F1. 3 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu, 2 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc trước khi vào bệnh viện, thường trú tại ấp Bửu 2 xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu, hiện tại ghi nhận 6 trường hợp F1. 69 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, 25 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu, hiện đang điều tra truy vết, 20 trường hợp tại huyện Đông Hải, hiện tại ghi nhận 30 trường hợp F1, 9 trường hợp tại huyện Hồng Dân, hiện tại ghi nhận 15 trường hợp F1, 7 trường hợp tại huyện Hòa Bình, hiện tại ghi nhận 14 trường hợp F1, 4 trường hợp tại thị xã Giá Rai liên quan đến công ty Tấn Khởi, hiện tại đang điều tra truy vết, 4 trường hợp trong khu cách ly tập trung của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, trong đó 1 trường hợp là bệnh nhân và 3 trường hợp là nhân viên thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly. 116 trường hợp ghi nhận tại các khu phong tỏa, 53 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu, trong đó phường 2 6 trường hợp, phường 7 11 trường hợp, phường 5 36 trường hợp, hiện đang điều tra truy vết. 24 trường hợp tại huyện Đông Hải, trong đó thị trấn Gành Hào 20 trường hợp, xã Điền Hải 4 trường hợp, hiện đang điều tra truy vết. 16 trường hợp tại huyện Vĩnh Lợi liên quan đến các bệnh nhân ghi nhận ở cộng đồng trước đó, hiện đang điều tra truy vết. 14 trường hợp tại ấp Vĩnh Mới và ấp Vĩnh Hòa thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, hiện đang điều tra truy vết. 7 trường hợp tại ấp Ninh Tân và ấp Phú Tân thuộc xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân, hiện đang điều tra truy vết. 2 trường hợp trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, hiện đang điều tra truy vết. 6 trường hợp về từ các tỉnh thành phố được cách ly tập trung tại thị xã Giá Rai 5 trường hợp, huyện Hồng Dân 1 trường hợp. Trong 297 trường hợp trên, có 79 trường hợp dưới 18 tuổi. Như vậy, đến nay, số ca nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 5.260 ca. Số ca đang điều trị 3.760 ca, tử vong mới trong ngày 1 ca. 25 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu liên quan đến các ca bệnh trong cộng đồng.